hôm nay là ngày khai mạc của khóa Xuân Gia Liêu Viên lần thứ 3 được tổ chức tại Thiền viện Viên Hương Nghi từ ngày 11 cho tới ngày 18 tháng 8 năm 2024. Yeah.
Thảo Nguyên Pháp danh Tâm Tịnh Thanh. Từ năm là Huỳnh Kim Thanh, Pháp danh là Tâm Tịnh Ninh. Từ sáu là Huỳnh Thị Kim Phương, Pháp danh là Tâm Tịnh Quang. Từ bảy là Trần Tú Liên, Pháp danh là Tâm Tịnh Đức. Từ tám là Nguyễn Kim Phương, Pháp danh là Tâm Tịnh Chân. Tâm Thiên Nhã, Pháp danh là Tâm Hỷ Đào. Bùi Thị Kim Đào là Tâm Hỷ Pháp. Võ Ngọc Thủy Vi, Pháp danh là Tâm Hỷ Văn.